Hungary đang mở rộng mối quan hệ với công ty Huawei cũng như các nhà sản xuất pin ô tô của Trung Quốc, bất chấp các cảnh báo giảm liên kết kinh tế với Trung Quốc. Theo công bố, công ty Huawei của Trung Quốc sẽ tài trợ cho một chương trình học bổng tại Đại học Dịch vụ Công cộng của Hungary ở Budapest, nơi đào tạo các sinh viên tương lai làm việc trong chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cho biết trọng tâm của hoạt động này sẽ là nghiên cứu và đổi mới công nghệ 5G. Ông khẳng định Hungary duy trì quan điểm của mình đối với các nhà cung cấp viễn thông toàn cầu và không loại trừ các công ty khỏi sự cạnh tranh dù đến từ bất kỳ quốc gia nào. Chính phủ của Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán đã không đồng tình với các áp lực của Mỹ và EU do lo ngại rằng các cơ quan an ninh Trung Quốc có thể giám sát các luồng thông tin. Ngoại trưởng Hungary Szijjarto cho rằng Hungary muốn tiếp tục có những bước phát triển trong hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Tuy nhiên điều này đang gặp nhiều khó khăn nếu EU tiếp tục đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt hoặc kiểm soát xuất khẩu. Hungary được coi là một trong những chính phủ thân Trung Quốc nhất ở EU và là một phần quan trọng trong các dự án hợp tác cơ sở hạ tầng toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời cũng là thành viên ủng hộ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Hungary đã chặn thanh toán gói thứ 8 trị giá 500 triệu euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu về vũ khí mà các quốc gia thành viên EU đang cung cấp cho Ukraine. Truyền thông nước này cho biết gói 500 triệu euro sẽ được phân bổ vào đầu tuần tới, 22 tháng 5, nhưng Budapest đã chặn quyết định này với lý do đảm bảo Quỹ Hòa bình châu Âu sẽ không được sử dụng riêng cho viện trợ cho Ukraine trong tương lai. Quỹ Hòa bình châu Âu là một công cụ ngoài ngân sách với tổng trị giá gần 8 tỷ euro. Động thái này tiếp tục khiến cho mối quan hệ giữa Hungary và Ukraine tiếp tục căng thẳng sau các bất đồng ngoại giao kéo dài trong nhiều tháng gần đây. Trước đó, đầu tháng 5, Hội đồng EU đã quyết định phân bổ 1 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu như một phần trong sáng kiến cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.